Tiếp theo là thông tin một số hoạt động văn hóa giáo dục đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đại học đợt 1 cho 3 tân tiến sĩ và hơn 700 tân cử nhân năm học 2021-2022. Trong năm qua, nhà trường đã vinh dự được tổ chức kiểm định mạng lưới các đại học Đông Nam Á công nhận chương trình đào tạo ngành sư phạm tiếng Anh đạt chuẩn kiểm định chất lượng. Nhà trường đã mở rộng mối quan hệ hợp tác bằng việc ký kết với các đối tác doanh nghiệp trong nước và các đối tác đến từ các quốc gia khác để mở rộng cơ hội học tập tại Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, New Zealand và Liên bang Nga cho sinh viên, cũng như nhiều cơ hội việc làm. Trong chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn đến 2045, nhà trường tiếp tục mục tiêu xây dựng chương trình chất lượng đào tạo chuẩn mực, đồng bộ và thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động.